Pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tạo lòng thành kính đến Đức Phật bậc toàn giác. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ tán dương Đức Phật bậc toàn giác. Buddha Bodhaya Disiti Tanto Yodhanataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vajranaya Sa Nibuddha Nibbanataya Tanlo Katranamami Lokatrano Lokatumai Kodaya Dasu Chato Mudo Yo na go buddha na ga miro ya di a se di a tu ta chi na sa pya di. Buddha ti sa li kuro rai tu chin di nyo no mu vi chi yue. Bodha ya sa cha tai ta du bu bu lu lu ku tu chin le di ja ba di di chu na le ga. Tanto kuro ga mi yin chi ro mu yi chi yue. Dhamma ta ya sa cha tai ta su bu bu lu ro ku tu me yin yin chi ta si sin na le ga. Tanto kurai ga mi kili ta u ku ka tri yin yin ro mu yi chi yue. Dhamma ta ya sa cha tai ta su bu bu lu ro ku tu me yin. ตินโนวะตะเลยานะวังกระจังโกกุตันทุจังกุโรไรยอกปิชิเวตาลิเยตระนายัสสะกุโรทัตตุสไทตุโรนิพุตาวังสาเวกันตุ Kutan thau chau yau cha ba di di chu ngā laga. Nī buddha ki li ta pri ni kan vin san yuk te. Kuro rai yi nyi no mu vi chi yue. Nī ba na ta ya sa kuro ta tu ve ni du ro ku ka te nyi cha ba di di chu ngā laga. Dhamma nidhali na dhamma sako Dibidhi guna shita mieta apche Hocharo mukhe bhavehi Lokatrena lokatumai kuzaya tasu chito mudo Janaga buddha naga miro yadhyā sengi Yato tatu yaswa pyāko Nami namami ko nau nalong tong zong piang piang Nango shoyi gado mian lo le song mo yui Shikho utnyo pa yi Nya swa pya Sadhu, sadhu, sadhu. What are we talking about? Trong bài pháp thoại trước, chúng ta đang nói về vấn đề gì? Ánh sáng của trí tuệ. Sunset. Well, yesterday we were talking about the light and the wisdom. And another one answered that we were talking about the relationship about between the samadhi and vanya. And you were discussing about
The Dhammapada verse. Yes, I have explained which is superior among four kinds of lights, so sunlight, moonlight, the light of fire, and the light of wisdom. À vâng, tôi đã giải thích về bốn loại ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng lửa và ánh sáng của trí tuệ, thì ánh sáng nào là tối thắng? Which is superior? Ánh sáng nào là tối thắng ạ? The light of wisdom. The light of wisdom that you attain through developing concentration is superior to all different kinds of lights. Vâng, đúng vậy, ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng mà quý vị có thể có được qua sự thực hành thiền định, thì ánh sáng này là ánh sáng tối thắng trong các loại ánh sáng. So, the light of wisdom has been attained through practicing meditation. But not for all, but for those whose rebirth-linking consciousness was associated with wisdom are those who can develop such deep concentration and who can develop the light of wisdom too. Vậy ánh sáng trí tuệ được đạt được qua thiền định. Tuy nhiên không phải cái ánh sáng này có thể có được đối với tất cả mọi người. Nhưng chỉ nó chỉ có được đối với những người có cái tâm tục sinh, câu hữu với trí tuệ, và chỉ khi họ thực hành thiền định thì họ mới có thể có được cái ánh sáng trí tuệ này. Sunlight has you to see things in the daytime. Ánh sáng mặt trời giúp quý vị có thể thấy được mọi vật vào ban ngày. The sun shines only at the daytime, but at night there is no more sunlight. Ánh sáng mặt trời nó chỉ tỏa sáng vào ban ngày, nhưng mà ban đêm thì chẳng có ánh sáng mặt trời. That's why the light, sunlight is not always shining all of you, can't help you to see all the time. Như vậy, ánh sáng của mặt trời thì nó không thể tỏa sáng lúc nào nó cũng tỏa sáng và lúc nào nó cũng có thể giúp quý vị có thể thấy được mọi vật. Sometimes even in the daytime there is no sunlight, so for that reason our vision is not very clear at that time when it is so cloudy. Thỉnh thoảng thì và tuy là tuy nhiên vào ban ngày nhưng mà quý vị cũng không thể thấy rõ hoặc bởi vì cái ánh sáng mặt trời nó không đủ, là ví dụ như vào những ngày mà mây mù nhiều quá. Also at night sometimes the moon shines too, but it is not always, sometimes completely dark that we can't see anything. Cũng vậy, ban đêm thì thỉnh thoảng cũng có ánh sáng mặt trăng, nhưng mà không phải là luôn luôn có những cái đêm mà nó hoàn toàn là tối mịt. Và không có ánh sáng để có thể thấy được gì, không có ánh sáng của mặt trăng. Ancient time, people use light of fire, the candle light, and other different kinds of light when it is necessary. Vì vậy, vào những thời xa xưa, người ta dùng ánh sáng của lửa, ánh sáng của nến khi cần thiết. Now also, there is electric light. Bây giờ thì có ánh sáng của đèn điện. So, when we turn on the light, electric light, we see things in the room. Như vậy khi chúng ta bật cái công suất tắt lên thì chúng ta nhờ ánh sáng đèn điện thì chúng ta có thể thấy được những vật ở trong căn phòng.
But if there is no electric light or when the light is turned off at that time, even though we have eyes to see at that time, we can't see as if we are blind. Nhưng nếu khi không có điện hoặc khi chúng ta tắt đèn đi thì dù có mắt chúng ta cũng không thể thấy được cái gì, giống như là chúng ta đang bị mù vậy. The daylight, sunlight, moonlight, the light of fire is not always with us. Như vậy là ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời và ánh sáng của lửa không phải lúc nào nó cũng có thể giúp, không phải lúc nào chúng ta cũng có nó được. But sunlight, moonlight and the light of fire can shine you to see what you can see only with your naked eye. Và ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của lửa chỉ có thể tỏa sáng, tỏa rạng để cho quý vị nhìn thấy được những cái vật mà với con mắt thường có thể nhìn thấy mà thôi. But after heavy developed concentration, you see the light. It is around you all the time, whether it is in the daytime or in the at the night or daytime or at the night, the light is with you all the time. Tuy nhiên, sau khi đã phát triển tâm định, thì quý vị thấy ánh sáng luôn luôn. Cho dù đó là ban đêm hay ban ngày, thì ánh sáng này nó luôn luôn có đối với quý vị. So that light can shine you to see your inner parts of the body. Ánh sáng này nó có thể chiếu sáng và giúp cho quý vị thấy được những cái thân phần ở bên trong cơ thể của mình. With open eyes, under the daylight, under the sunlight, can you penetrate your inner part of the body? Với con mắt mở và với sự giúp của ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, thì quý vị có thể nhìn thấy các cái bộ phận bên trong cơ thể của mình không? No. Yes. Whether under the sunlight, whether it is under the moonlit light, or whether it is under the electric light, with your naked eye, you can't see, you can't penetrate your inner part of the body. Như vậy, đúng vậy, thì dưới ánh sáng mặt trời, dưới ánh sáng mặt trăng, hay là dưới ánh sáng của lửa, của đèn, thì với con mắt mở, quý vị cũng không thể nào mà nhìn thấu được các cái thân phần bên trong cơ thể của mình. But through practicing meditation, after having developed deep concentration, the light is around you, even though with closed eyes you see that very, very bright light. Nhưng thông qua cái việc hành thiền và việc phát triển tâm định, thì nhờ cái ánh sáng của định phát ra, thì quý vị có thể thấy mọi vật dù cho mắt nhắm. So the purpose of practicing meditation is to know the truth, to see the truth. Cái mục đích của việc hành thiền là để thấy được sự thật và biết được sự thật. We attach each other because of that attachment we suffer. Chúng ta dính mắc với nhau và bởi vì cái sự dính mắc này chúng ta đau khổ. What do you think? What is the cause of suffering? Quý vị nghĩ sao? Cái nguyên nhân của khổ đau là gì? Tanha. The cause of suffering is craving, attachment, desire. Nguyên nhân khổ đau đó chính là tham ái, dính mắc, ham muốn. Because the outer skin cover our inner part of the body, that it makes us see untrue. Bởi vì cái bộ da bên ngoài của chúng ta nó che phủ, nó che đậy những cái thành phần bên trong của cơ thể, cho nên là chúng ta không thấy được cái sự thật bên trong. If we open this body, nếu chúng ta mở cái cơ thể này ra, and then we keep
inside out, outside in. What will happen? Và nếu chúng ta để lộn ngược lại cái vật bên trong thì cho ra ngoài và cái bên ngoài cho ra trong thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Suppose there is your beloved one you love very much. Giả như có một cái người thân yêu nào đó mà quý vị rất là yêu mến họ. And then opening, we keep in and in, we keep outside in, inside out. Will you be? Do you want to be near him, near her? Và khi chúng ta đảo ngược lại những cái thân phần của cái người đó bên trong ra ngoài, bên ngoài ra trong thì bên ngoài vô trong. Thì quý vị còn muốn ở gần những người, cái anh đó hoặc cái cô đó nữa không? No. Do you want to know the truth? Quý vị muốn biết sự thật hay không? Do you want to see the truth? Quý vị có muốn thấy sự thật hay không? Yes. Yes. But when you see the truth, you run away. Nhưng khi mà quý vị thấy được sự thật rồi thì quý vị bỏ chạy. Right? Đúng không? So because of this skin, we all encounter difficulty. Bởi vì cái bộ da này mà chúng ta gặp phải rất là nhiều cái khó khăn. So with the light of concentration, I taught meditator to see the inner parts of the body. Và với cái nhờ vào cái ánh sáng của định thì tôi dạy các cái thiền sinh nhìn vào những cái thân phần bên trong. So they can see. Their teeth, you can see their lungs, you can see their intestine, you can see their liver, kidney, and inner parts of the body clearly. Và họ có thể thấy được các thành phần bên trong của cơ thể như là răng, hay là phổi, hay là thận, gan, vân vân, những cái thể trược của cơ thể một cách rõ ràng. To buy and buy that, and also many inner parts of the body. Và những cái ruột, những cái buy and buy liquid. Và mật và những cái chất lỏng. So this is one of the meditation objects taught by the Buddha. It is called 32 parts of the body. Đây là một trong những cái đề mục mà hành thiền được dạy bởi chính Đức Phật, nó được gọi là 32 thể trược. So when the meditator listen that their own 32 parts of the body one after another, when they see clearly on those days, they have no appetite to eat their meal. Khi mà cái người thiền sinh có thể phân biệt được 32 thể trược của chính bản thân họ một cách rõ ràng từng phần một thì họ không có cái họ không thể thèm ăn nữa, họ không ăn được nữa. Because so repulsive. Bởi vì nó quá ghê gớm. And the Buddha instructed us to discern both internally and externally. Và Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta cái cách phân biệt cả về bên trong lẫn bên ngoài cái cơ thể của mình. So we instructed meditators to discern those who are sitting in front of them, sitting left, sitting right, sitting behind. Và chúng tôi cũng hướng dẫn thiền sinh là phân biệt các cái thân phần này đối với những người mà ngồi thiền phía trước mình, ngồi phía bên phải, phía bên trái và phía sau lưng. So at that time they don't see me or he. Và khi đó thì họ chẳng thấy là người nam hay người nữ. They just see a group of 32 parts of the body are sitting. Và họ chỉ thấy là đó là một nhóm các 32 các cái thân phần ngồi đang ngồi. Whether me, whether he, whether near, whether far, all become the same, just the repulsiveness nature of 32 parts of the body. Và cho dù là nam, cho dù là nữ, cho dù xa hay gần thì họ chỉ thấy đó là 32 cái thể trược mà thôi, nhóm 32 thể trược mà thôi. So I have one of his disciples. Tôi có một người đệ tử.
I've taught many disciples these 32 parts of the body. Và tôi đã dạy rất là nhiều các đệ tử quán 32 cái thân phần này. But I want to share with all of you about this study yogi who is my disciple. Và tôi muốn chia sẻ cái câu chuyện về cái người đệ tử đó, đặc biệt đó, khi mà tôi dạy cho cái người đó quán 32 thể sự. Before he is a school teacher. À, trước đó thì anh này là một cái người giáo viên rất là giỏi. It's a me. À, anh ấy là người nam. So because of sense of urgency, because of his barami, he decided to practice meditation diligently. À, bởi vì cái tâm khẩn cấp nó nổi lên, bởi vì cái tình cảm vô thường và những cái ba la mật của anh ấy mà anh ấy cảm thấy phải cần phải hành thiền một cách tinh tấn, chuyên mật. As he has good barami, he could develop very deep concentration up to fourth jhana. Bởi vì anh ấy có rất là có cái ba la mật rất tốt, cho nên anh ấy đã có thể phát triển đến tứ thiền một cách rất mạnh mẽ. After having developed concentration up to fourth jhana, at that time the light is shining everywhere around him. Và sau khi đã đạt đến tứ thiền thì cái ánh sáng của định nó tỏa khắp nơi. And then I told him to distance 32 parts of the body one after another internally first. Và sau đó thì tôi dạy anh ta quán 32 thể trược bắt đầu từ bên trong cơ thể trước. And then I told him to distance externally, internally and externally from near to far again and again. Và sau đó thì tôi dạy ảnh quán 32 tâm phần thể trược bên trong và bên ngoài, xa và gần, lặp đi lặp lại nhiều lần. First, people, those who are practicing in the same room. Đầu tiên là quán những cái thể trược trong những người mà ngồi cùng phòng. So first, he descend those who are sitting in the first floor, after that in the down floor. Và anh ấy đã quán 32 thể trược đối với những người ngồi trong cái đầu tiên là ở cái lầu 1 và sau đó thì quán đến cái tầng trệt. Please imagine, you don't see. Removing the skin of all in the practitioners, they just see the group of 32 parts of the body. Quý vị hãy thử hình dung, không cần mà phải lột hết da của tất cả mọi người ra, đang ngồi ra, cái người hành thiền có thể nhìn thấu bên trong 32 thể trược của tất cả. Now those who have such ability, after having developed concentration, if they look at you, all of you, they will not see men and women, they will see just 32 parts of the body as sitting. Đối với những người mà có cái khả năng này ngồi ở đây, nếu mà họ nhìn bạn á thì lúc đó họ cũng nếu muốn thì họ cũng không thấy bạn là nam hay là nữ gì nữa, mà họ chỉ thấy là 32 thể trược đang ngồi thôi. If you see like this, what will happen to you? Nếu mà quý vị thấy cái như vậy thì cái điều gì sẽ xảy ra với quý vị? What do you feel? What will you feel? Quý vị sẽ cảm giác như thế nào? Ngài nói là không phải sợ mà cảm thấy rất là nhờm gớm. So that yogi, what did he do? The time I told him to descend externally than the two parts of the body as a whole. Thế thì người trên đó đã làm gì khi mà tôi bảo anh ta quán các cái thể trược bên ngoài như là một cái tổng thể, quán một cách tổng thể các thân phần bên ngoài. I told him to distance 32 parts as a whole externally from near to far and the whole world. Và tôi đã dạy cho anh ta quán các 32 thể trược một cách tổng quát từ xa, từ gần cho tới xa, cho đến cả thế giới. One day, he came and see me to report his meditation practice. Một ngày nọ thì anh đến gặp tôi và để trình pháp với tôi về cái thiền của anh ấy.
He respects me. Anh đảnh lễ tôi. He gave respect to me. And then, what did he say? Anh ấy đảnh lễ tôi và anh ấy đã nói gì? Sunday, I am very fortunate. Thưa ngài, con đã rất là may mắn. I'm looking at his face. What he's going to say. Và tôi nhìn vào gương mặt anh ta và xem thế là anh sắp nói cái gì. He repeated again. He repeated, Bundy, I am very fortunate. Và anh ta lại lặp lại, thưa ngài, con rất là may mắn. So I am waiting what he is going to continue. Và tôi cứ chờ đợi cho thì anh sẽ nói cái gì. He didn't say anything. He repeated, Bundy, I am very fortunate. Mà anh chẳng nói gì, anh cứ lặp lại là, thưa ngài, con rất là may mắn. Lặp đi lặp lại như vậy. Every time, what do you feel? Nếu mà bạn thì lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? So I told him, tell me what you want to say. Và tôi bảo với anh ấy là, anh muốn nói gì với tôi thì anh nói đi. And then, I had just said that the dupas of my girlfriend. Thưa ngài, con đã quán 32 cái thể thừa của cái người bạn gái của con. I'm very fortunate that I didn't marry her. Con đã rất may mắn là con đã không cưới cô ấy. So important. Quá là ghê tởm, ghê gớm. Good or not? Tốt hay là không? What is your answer? Good or not? Thế câu trả lời của quý vị là gì? Nó là tốt hay không? Very good. Rất là tốt. You can give up attachment to those who you love. Và quý vị có thể từ bỏ cái sự dính mắc tham ái đối với những người mà quý vị yêu thích. Because of attachment to each other, we suffer. Bởi vì dính mắc với nhau cho nên chúng ta đau khổ. Because of not seeing the truth, we attach to each other. Bởi vì không thấy được sự thật cho nên chúng ta dính mắc với nhau. Which is more, after we marry each other, suffering and happiness, which is more? Sau khi chúng ta cưới nhau, lấy nhau thì cái điều gì nhiều hơn, hạnh phúc hay là đau khổ? Can you tell me the truth? Quý vị có thể nói cho tôi biết sự thật hay không? Some say that, suffering is more than happiness. Yes. Happiness is just a little bit. It is a fleeting. Vâng, hạnh phúc thì rất là ít. Nó chỉ là bè mây bọt nước mà thôi. Suffering is very, very much. Và đau khổ thì rất rất nhiều. Happiness is a little bit, much is a suffering. Đau khổ thì nhiều, hạnh phúc thì ít. So in one of Bodhisattva's existences, he lived with his parents, those who are blind. Và một kiếp quá khứ của Đức Bồ Tát thì ngài đã sống với cha mẹ mù của mình. So all the responsibility of the family was completely depend on the Bodhisattva. Tất cả các cái trách nhiệm của gia đình thì hoàn toàn dựa vào ngài và Đức Bồ Tát. So his parents, those who are blind, told his son to marry a woman. Và vì vậy cha mẹ mù của ngài đã bảo đôi con họ rằng hãy cưới một cô gái đi. Do you want to hear what did the Bodhisattva say? Quý vị có muốn nghe cái câu trả lời của Đức Bồ Tát chúng ta là gì không? Yes. Papa and Mama. Thưa cha, thưa mẹ. I don't want to be the cause of suffering for those who want happiness.
Thưa cha, thưa mẹ, con không muốn là cái nguyên nhân đau khổ của những người muốn tìm hạnh phúc. You understand it? Quý vị có hiểu cái câu này không? I don't want to make those who want happiness to suffer. Con không muốn làm những người mà muốn hạnh phúc họ bị đau khổ. You agree with it? Quý vị có đồng ý với cái điều này không? You understand it? Quý vị có hiểu điều này không? Not yet. Okay, that's why you enjoy. Vâng, chính vì không hiểu cho nên quý vị vẫn còn thích thú, vẫn còn hưởng thức. That's why the Bodhisattva didn't marry anyone. Bởi vậy mà Đức Bồ Tát của chúng ta Ngài đã không có cưới ai cả. I meant in that existence. Ý tôi muốn nói là cái kiếp sống đó. Because he's very wise and he knows what is the cause of suffering. Bởi vì lúc đó Ngài rất là trí tuệ và Ngài biết được cái nguyên nhân của đau khổ. I repeat it. I don't want to make those who want happiness to suffer. Tôi muốn lặp lại cái câu này. Ngài Đức Bồ Tát đã nói rằng con không muốn làm những người mà họ muốn hạnh phúc bị đau khổ. So because of understanding the truth, he refused to marry. Bởi vì Ngài đã hiểu được cái sự thật cho nên Ngài đã từ chối cái việc cưới hỏi. So I will go back and talk about the descendant of one of my disciples. Vâng, tôi sẽ trở lại và nói về cái việc quán, cái việc phân biệt của cái người đệ tử kia. So as he reported me, one day I'm very fortunate, I've given the 32 parts of my girlfriend. And it is so repulsive, I'm very fortunate that I didn't marry her. Cái người đệ tử đã nói rằng, thưa Ngài, con đã rất là may mắn bởi vì con đã quán được 32 thể trược của người bạn gái con. Nó rất là nhờm gớm, cho nên con đã rất may mắn là con đã không cưới cô ấy. Is it good to see? Như vậy, thấy 32 thể trược có tốt không? Yes. To keep up the testament. Buddha taught this. Như vậy, vâng. Để từ bỏ cái sự dính mắc thì Đức Phật đã dạy cái điều này. The cause of suffering is because of not seeing the truth. Cái nguyên nhân của khổ là bởi không nhìn thấy sự thật. Because of not seeing the truth, we can't give up attachment to those which are really repulsive. Bởi vì không nhìn thấy sự thật cho nên chúng ta không thể từ bỏ cái sự dính mắc tham ái đối với những thứ mà mình đáng nhờn gớm. That's why those who don't see the truth yet, for sure they will attach to each other. Vì vậy đối với những người mà chưa thấy được sự thật thì chắc chắn là họ sẽ dính mắc lẫn nhau. For that reason, if you want to make an end of suffering, you need to know the truth. Vì vậy, nếu mà quý vị muốn chấm dứt cái sự khổ đau thì quý vị phải biết được sự thật. So to know the truth, you can't depend on sunlight, moonlit light, or the light of fire or electric light. Và để biết được sự thật thì quý vị không thể dựa vào cái ánh sáng của mặt trời, ánh sáng mặt trăng, hay là ánh sáng của lửa, ánh sáng của đèn. But you all live with sunlight, moonlit light, and light of fire. Quý vị tất cả đều đang sống dưới ánh sáng mặt trăng, mặt trời, ánh sáng của lửa. For that reason, you can't know the truth. Vì lý do đó mà quý vị không thể thấy được sự thật. Sorry, you know the truth. You need a certain kind of light. It is the light of wisdom that you can develop through practicing meditation.
Và để thấy được sự thật, để biết được sự thật thì quý vị cần một cái loại ánh sáng nhất định. Ánh sáng, trí tuệ ánh sáng này thì sẽ được phát triển thông qua cái việc thực hành thiền định. Now today, I explain some of the parts that I have explained in my previous Dharma talk. The reason is because today I saw, today I see many new karma. That's why I want to share with all of you what I have explained in my previous Dharma talk. Hôm nay tôi sẽ giải thích một vài cái điểm ở trong những cái bài pháp mà tôi đã giảng vào những cái bài ngày trước. Bởi vì hôm nay tôi thấy có rất là nhiều người mới đến tham gia cái pháp thoại này, cho nên tôi muốn giải thích lại. Today I will share with all of you the importance of absorption dharma concentration. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái tầm quan trọng của việc thực hành an chỉ định. You can see, I'm going to share with all of you the importance of the light of wisdom. Hay là chúng ta có thể nói cách khác là tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái tầm quan trọng của ánh sáng trí tuệ. So the purpose of practicing meditation is to know the truth. Và cái mục đích của việc thực hành thiền đó chính là để biết được sự thật. So to say exactly, the purpose of practicing meditation is to know the four noble truths. Và nói một cách chính xác thì cái mục đích của việc thực hành thiền đó chính là để biết được tứ thánh đế bốn sự thật. To know the four noble truths, what do we need to do? Để biết được bốn thánh đế, tứ diệu đế, chúng ta cần phải làm gì? Yes, Buddha says, Samadhi Bhikkhui Bhavita Samayito Bhikkhui Bhikkhui Yata Buddha Pajanati Bhikkhu develop concentration. The one who is concentrated knows to see the four noble truths as they really are. Vâng, Đức Phật đã dạy rằng, này các tỳ kheo, hãy tu tập định. Người nào có định sẽ thấy được, sẽ tuệ tri được bốn sự thật, bốn chân lý như nó là. What do we need to do to know and to see the four noble truths? Chúng ta cần phải làm gì để có thể thấy được bốn chân lý, bốn sự thật? Thực hành bậc chánh đạo. If you develop concentration, the one who is concentrated knows and sees the four noble truths as they really are. Này các tỳ kheo, hãy phát triển định. Người có định sẽ thấy được các sự thật như nó là. So, to know and to see the four noble truths, we need to develop concentration. Như vậy, để thấy được tứ thánh đế, chúng ta cần phải tu tập định. So, I will give an example, quoting the words of the Buddha. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ, trích dẫn lời dạy của Đức Phật. There is a sutta that appears in the Samyutta Nikaya. Có một cái bài kinh xuất hiện trong Tương Ưng Bộ Kinh. The name of the sutta is Kutankara Sutta. Cái bài kinh tên là Kutankara Sutta. Kutankara Sutta. Kutankara Sutta. Căn nhà có nóc nhọn. Hey, the Buddha. Và cái bài kinh này Đức Phật đã dạy rằng, if someone say, without having laid the foundation, I'm going to erect the upper part of the body, is it possible? You get it? Without having faith, the foundation. If someone says, without having faith, the lower part of the body, I'm going to erect the upper part of the body. The body. Upper part of the body, sorry. The
deal. Upper part of the deal. Nếu mà ai nói rằng không cần xây dựng cái nền móng, tôi sẽ xây dựng cái phần trên của căn nhà trước. Sự kiện này không thể xảy ra. Is it possible? Cái này có thể xảy ra không ạ? No. In the same way, Buddha says, without having breakthrough, the four noble truths, I'm going to make an end of suffering. It is impossible. Yeah, cũng như vậy, nếu mà ai nói không cần tệ tri liễu tri tứ thánh đế, tôi sẽ chấm dứt được khổ đau, điều này là không thể. Buddha continued, if someone says, after having bathed the lower part of the building, I'm going to erect the upper part of the building. Và Đức Phật nói tiếp, nếu ai nói rằng sau khi đã xây dựng phần dưới, tức là phần nền tảng của căn nhà, tôi sẽ tiếp tục xây dựng phần trên, tức là phần trên của căn nhà, điều này có thể xảy ra không? Possible. Buddha continued in the same way. After having breakthrough the four noble truths, if someone says, I'm going to make an end of suffering, it is possible. Đức Phật đã dạy tiếp, cũng như vậy, nếu có ai nói rằng sau khi đã liễu tri, đã tuệ tri được bốn thánh đế, tôi sẽ chấm dứt được khổ đau, điều này là có thể. So, to be able to make an end of suffering is the goal of practicing meditation. Như vậy, để chấm dứt, để đoạn tận khổ đau, đây chính là cái mục đích tối hậu của việc thực hành thiền. So, to know the fundamental truth, what the Buddha said to do. Và để biết, để liễu tri được bốn thánh đế, thì Đức Phật đã dạy chúng ta phải làm gì? So, to know the fundamental truth, Buddha said, develop concentration. Và để biết được, để liễu tri được tứ thánh đế, thì Đức Phật dạy chúng ta phải phát triển, phải tu tập thiền định. That's why keep in mind, without having developed concentration, it is impossible to know, it is impossible to see the four noble truths. Và quý vị nên ghi nhớ rằng, không, nếu không tu tập, không phát triển định mà có thể liễu tri được tứ thánh đế, thì điều này là không thể xảy ra. Or the Buddha said, without having break through the four noble truths, it is impossible to make an end of suffering. Và Đức Phật cũng có nói, nếu không liễu tri, không giác ngộ được tứ thánh đế, mà thì một người không thể nào đoạn tận được khổ đau. For that reason, I explain all of you to develop concentration practicing the second training. Vì lý do đó mà tôi đã giải thích đến cho quý vị cái việc phát triển thiền định, mục đích của việc tu tập thiền. Please, if anyone is using telephone, please turn off. Xin lỗi, nếu ai đang dùng điện thoại, xin tắt để nó không bị dị sáng. Okay, now today I will share with all of you the importance of absorption, jhana, concentration, quoting the words of the Buddha. Vâng, hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến quý vị cái sự quan trọng của các cái tầng thiền an chỉ định, việc tu tập an chỉ định và trích dẫn những cái lời dạy của Đức Phật liên quan đến vấn đề này. Just as river Ganges, a bhikkhu who develops and cultivates the four jhanas, slants, slopes, and inclines towards nirvana.
Ví như Ngài các tỳ kheo, sông Hàn thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Cũng vậy, Ngài các tỳ kheo, thì theo tu tập bốn thiền, làm cho sung mãn bốn thiền, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Whose mind flames, slopes, and inclines towards Nirvana? Như vậy, thì ai là cái người đang thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn? The one who develops and cultivates the four jhana, flames, slopes, and inclines towards Nirvana. Như vậy, những người nào đang tu tập, đang phát triển bốn thiền, đó là những người đang thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Because when you have developed concentration, that concentration will produce the light of wisdom. That light of wisdom will shine you to see the truth. When you know the truth, you see the thought of attachment. When you see the thought of attachment, you want to make free from all these. And then your mind inclined towards Nirvana. Bởi vì khi đã phát triển được định, thì cái tâm định của quý vị sẽ tạo ánh sáng. Và cái ánh sáng này nó kiểu như tỏa chiếu, ánh sáng trí tuệ này nó giúp cho quý vị thấy đi sự thật. Và quý vị sẽ thấy được cái sự hiển nghi, cái lỗi của các sự dính mắc tham ái. Và khi thấy được lỗi rồi thì quý vị muốn giải thoát. Do vậy quý vị đang hướng về Niết Bàn. That's why, without having developed concentration, we can't see the truth that the mind that is inclined towards Nirvana cannot be developed. Vì vậy, nếu không phát triển định, không tu tập định thì chúng ta không thể thấy được sự thật và cái tâm xuôi về. Thiên về Niết Bàn nó không thể nào được phát triển. In other words of the Buddha, that one could perfect wisdom without perfecting samadhi, this is impossible. Và một cái lời khác của Đức Phật là sau khi không làm cho viên mãn định ứng, thì ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ ứng, sự kiện này không xảy ra. It means that without perfecting samadhi, one can't perfect wisdom. Có nghĩa là chúng ta nếu một người không có làm sung mãn thì định thì không thể nào mà sung mãn thiền tuệ. But in other words of the Buddha, it is impossible to abandon the sadhas without having perfected the samadhi. Và một cái lời dạy khác của Đức Phật, không làm cho viên mãn chánh định sẽ từ bỏ cái sự hiện chuyện này không xảy ra. And without abundantly those sadhas, it is impossible to realize Nirvana. Và không từ bỏ cái ký sử sẽ chứng ngộ Niết Bàn, sự kiện này không xảy ra. The cause of suffering is sadha. Và các nguyên nhân của cái sự khổ đau đó chính là các ký sử, các cái thần thúc hay là các phiền não. The sun can destroy this home. Cái mặt trời có thể thiêu hủy cái thế giới này. One day, this wall will be destroyed. Một ngày nào đó, cái thế giới này sẽ bị tiêu hủy, tan hoại. Sometimes because of sun. Có khi là bởi do mặt trời. Sometimes because of very strong wind. Và có khi là do bởi gió rất là mạnh. Sometimes because of water. Và có khi do bởi nước. So when the wall is going to be destroyed by the fire, so one sun appear, and then two sun appear, three sun appear. Consider how terrible that is. Và nếu mà đến khi cái trái đất nó sắp đi vào tan hoại thì lúc đó nếu mà nó bị tan hoại bởi cái nạn lửa đó thì sẽ có
hai mặt trời xuất hiện, ba mặt trời xuất hiện, bốn mặt trời xuất hiện. Và hãy tưởng tượng xem nó kinh khủng như thế nào. If you don't know the truth, if you don't see the truth yet, one day all of you are going to encounter this problem. Và nếu như quý vị không thấy được sự thật, chưa thấy được sự thật, thì một ngày nào đó hãy nghĩ xem chúng ta sẽ gặp cái, quý vị sẽ gặp phải cái khó khăn này. Even though sun, water, and wind can destroy this world, they can't destroy your defilements. Và ngay cả như nặng lửa, là tức là các mặt trời xuất hiện, mà nặng nước hay nặng gió, nó có thể thiêu hủy cái thế giới này. Tuy nhiên, nó không thể thiêu hủy được các cái phiền não của quý vị. Only by practicing meditation, when your insight knowledge matures at the time, very powerful path knowledge will arise. That path knowledge will destroy the cause of suffering, which are fetters or defilements, kilesa. Và chỉ có thông qua việc thiền định, và đến khi mà các cái trí tuệ minh sát của quý vị đã chín mùi, và lúc đó một cái tâm đạo và tâm quả rất là mãnh liệt nó xuất hiện, và cái tâm đạo này nó sẽ tiêu diệt các cái kiết sử của quý vị. This will happen for those who have perfected samadhi. Và cái điều này nó chỉ xuất hiện đối với những người đã thực hành viên mãn thiền định. So in other words of the Buddha, for a person with right samadhi, there is no need to arouse the wish. The eyes see things as they truly are. Và một cái lời dạy khác của Đức Phật, này các tỷ kheo, đối với người có thiền định không cần phải làm với dụng ý, mong rằng ta biết ta thấy sự thật. I repeat it. For a person with right samadhi, there is no need to arouse the wish. The eyes see things as they truly are. Tôi xin lặp lại cái đoạn kinh Đức Phật dạy. Này các vị kheo, với người có thiền định không cần phải làm với dụng ý, mong rằng ta biết ta thấy sự thật. It is a natural process. It is in accordance with nature that someone with right samadhi will see things as they truly are. Pháp nhĩ là vậy. Này các vị kheo, người có tâm thiền định biết và thấy như thật. Pháp nhĩ là vậy. Này các vị kheo, người có tâm thiền định biết và thấy như thật. So, another, what the Buddha said, I declare, O monks, that the destruction of the taste is dependent on the first jhana, the second jhana, the third jhana, the fourth jhana, and the eighth, and the eighth jhana, it means eight attainments. Và một Đức Phật cũng dạy rằng, này các tỳ kheo, ta tuyên bố, y chỉ là sơ thiền, và nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tám thiền chứng, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận. So, I want to repeat what I have shared with all of you in my previous Dharma talk. Tôi muốn lặp lại những cái điều mà tôi đã chia sẻ đến quý vị trong cái bài pháp thoại trước. Nati janan abhinyasa panya nati ajaya to yami janisa panin panya cha savi nibbana sandike. What does it mean? There can be no concentration in one who lacks wisdom. There can be no wisdom in one who lacks concentration. He who has concentration as well as wisdom is indeed close to Nibbana. Ngài vừa đọc một câu kinh Pháp Cú số 372, có nghĩa là không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ. Người có thiền, có tuệ, nhất định gần Nibbana. Thiền ở đây có được hiểu là thiền định.
I repeat it. There can be no concentration in one who lacks wisdom. There can be no wisdom in one who lacks concentration. Và tôi muốn lặp lại, người mà không có trí tuệ thì không có định, và người không có định thì không có trí tuệ. He who has concentration as well as wisdom is indeed close to Nirvana. Người mà có định và có cả tuệ thì sự thật là đang gần đến Niết Bàn. Do you remember the meaning of the word wisdom here? Quý vị có nhớ cái nghĩa của cái từ trí tuệ ở đây không? What is the first wisdom mean? Cái từ trí tuệ tuệ đầu tiên á, nó có nghĩa là gì? Người không phải tâm nhân. That means the person is not pre-rooted person. Yes. The person whose rebirth making consciousness is not associated with wisdom is the one who lacks wisdom. Vâng, cái người mà có cái tâm phục sinh không câu hữu với tuệ thì cái người này thiếu cái nhân trí tuệ. Another wisdom. Còn cái trí tuệ kia, từ trí tuệ kia. Của người tâm nhân. It is inside knowledge. Cái từ trí tuệ đó nó có nghĩa đó là cái Also right understanding and right view. Và đó cũng có nghĩa là cái ánh sáng của trí tuệ và cái sự trí minh sắc và hay là gọi là chánh tri kiến. I will share with all of you another words of the Buddha from the Anguttara Nikaya. For a person lacking right samadhi, see things as they truly are is distraught. Và tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái lời dạy khác của Đức Phật, nó nằm trong Tăng Chi Bộ chương 5 pháp phẩm sức mạnh hữu học. Với người ác giới, với người có chánh định bị phá hoại, do vậy như thật chi kiến bị phá hoại. The turning away from and fading away of passion, vinda and viraga is destroyed, and the opportunity for liberation is destroyed. Và khi như thật chi kiến không có mặt, với người như thật chi kiến bị phá hoại, nhàm chán ly tham do vậy bị phá hoại. Khi nhàm chán ly tham không có mặt, với người nhàm chán ly tham bị phá hoại, giải thoát chi kiến do vậy bị phá hoại. The true Dharma, another words of the Buddha from the Samyutta Nikaya. The true Dharma does not disappear all at once in the way a ship sinks. Và một cái câu kinh khác của Đức Phật nằm trong chương Hưng Bộ Kinh, chương Sư Hưng Kassapa tượng pháp. Ví như thầy Kassapa, chiếc thuyền bị chìm chở vì chở quá nặng. Không phải vì vậy, ngài Kassapa diệu pháp bị biến mất. There are Kassapa, five detrimental things that lead to the decay and disappearance of the true Dharma. What are the five? Ngài Kassapa, ngài Ca Diếp, có năm pháp khiến cho diệu pháp bị hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm? Here are the bhikkhus, the bhikkhunis, the male followers and the female followers dwell without reverence and deference towards the Dharma, the Sangha, the training and samadhi. Ở đây này Ca Diếp, này các vệ, này Ca Diếp, các sĩ theo, sĩ theo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sống không tôn kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Sống không tôn kính, không tùy thuận chánh pháp. Sống không tôn kính, không tùy thuận chúng tăng. Sống không tôn kính, không tùy thuận học giới. Sống không tôn kính, không tùy thuận đối với thiền định. So the cause of disappearing of the Dharma, the true Dharma is
because of having no reverence and deference towards the teacher. The teacher here, the Buddha, the Dharma, the true Dharma, the Sangha, noble Sangha, the training, the three training, the Samadhi. Như vậy, đối với cái sự hoảng loạn, sự biến mất của hiệu pháp, nguyên nhân của nó chính là sống không cung, chính không tùy thuận bậc đạo sư. Bậc đạo sư đó chính là Đức Phật. Và sống không tôn kính, không tùy thuận chánh pháp, không tôn kính, không tùy thuận chúng tăng đối với thánh tăng, và sống không tôn kính, không tùy thuận học giới, và sống không tôn kính, không tùy thuận đối với thiền định Samadhi. Another words of the Buddha. And what, bhikkhus, is the path leading to the unconditioned nirvana? Và một cái từ khác, một cái lời dạy khác của Đức Phật. Và này các vị theo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? So, Buddha gives an answer. Samatha and vipassana. This is called the path leading to the unconditioned nirvana. Và Đức Phật đã đưa ra một cái câu trả lời, đó là thiền chỉ và thiền quán. Ngài các vị kheo, đây là đưa đến con, đây là con đường đưa đến vô vi. So, as a conclusion, samatha and vipassana is the way to nirvana. Và như là một cái lời kết luận thì thiền chỉ và thiền quán chính là con đường đưa đến Niết Bàn. May all the able to practice serenity and insight meditation systematically step by step in this very life. Và cầu chúc cho tất cả quý vị có thể thực hành thiền vắng lặng và thiền minh sát một cách thành công ngay trong kiếp sống này. May all be able to know, may all be able to see the truth in this very life. Và cầu chúc cho tất cả quý vị có thể biết, có thể thấy được các sự thật ngay trong kiếp sống này. Sa-du-sa-du.